kính chào quý khán giả truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cái lễ trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này làm người ta chú ý 55 năm làm Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ, trong đó có một nhiệm kỳ kiêm chủ tịch nước bao giờ thì ông về hưu hay là ông có thể ra đi bất ngờ hay là ông tiếp tục ngồi trên nhiệm kỳ này củng cố quyền lực nắm hết quyền lực vô tay mình và công cuộc chống tham nhũng của ông sẽ đi về đâu liệu ông có kiếm được người kế thừa cho ông giống như ông hay không hay là sau này khi ông chết việc tham nhũng nó lại trở lại như cũ và còn khốc liệt hơn nữa nó tham nhũng bạo hơn để bù những năm tháng mà không tham nhũng được dưới thời ông thì đó là cái chủ đề tôi muốn nói ngày hôm nay Thì trước hết phải nói về con người Nguyễn Phú Trọng Có thể nói là ông củng cố quyền lực Trong ba đại hội vừa qua rất là ngoạn mục Loại được tất cả đối thủ chính trị Trong đảng Và bây giờ ông gần như là Muốn gì được nấy nhân vật số một ở Việt Nam Thì nhân cái dịp mà Trao huy chương 55 năm tuổi đảng cho ông đó. Thì quá Văn Thường là thường trực ban bí thư Đã ca ngợi ông Trọng như thế này trên cương vị Tổng Bí Thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí Thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đảng. Tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Đã lãnh đạo đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao càng bền vững thưa quý vị chưa có ai mà ca ngợi nguyễn phú trọng như vậy mạnh mẽ nhiều món ăn dùng những cái từ rất lớn cực kỳ lớn hiếm khi xảy ra hiếm khi được sử dụng và đặc biệt ông dùng cái chữ là hạt nhân lãnh đạo truy để ý, hạt nhân có nghĩa là tôi là trọng tâm Hạt nhân mà Là trung tâm điểm Đó Thế thì thưa quý vị Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng Đã là trung tâm điểm rồi Thì liệu Ông có hành động giống như ông Tập Cận Bình Đã là tổng trung tâm điểm của Trung Quốc Sau đại hội 20 Kết thúc vào đầu tháng 11 năm ngoái. Bây giờ xét cho cùng đó, những cái lời mà tán dương, nịnh hót ông Trọng đó, thực sự nó không mới. Nó đã có kể từ năm 2016 trên truyền thông nhà nước. Quý để ý tất cả các tờ báo, gần 800 tờ báo Việt Nam và các cơ quan truyền thông khi viết vào Nguyễn Phú Trọng là không được sai một chữ, nửa chữ không, không được. Và họ ca ngợi ông dễ sợ luôn đặc biệt là sau khi ông thắng nhiệm kỳ thứ ba làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nhiệm kỳ 2001-2006 vào đại hội thứ 13 nhưng mà quý vị để ý tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà ông trọng lãnh đạo cái ủy ban chống tham nhũng ban chỉ đạo thì đúng hơn ông là trưởng coi như chỉ coi như là trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng và tiêu cực mạnh mẽ như thế trong hơn 10 năm trời 10 năm trời thưa quý vị cho nên ông đấy cũng lần đầu tiên ông được mô tả là lãnh đạo hạt nhân lãnh đạo hạt nhân thưa quý vị có nghĩa là tất cả mọi người phải quây quần chung quanh ông ấy. đây là lời ông võ thưởng nói và tôi nói ông võ thưởng là thường trực ban bí thư à, nhân vật số 4 hiện nay trong đảng rồi cái gì nữa thì bây giờ người ta đang thắc mắc liệu ông Trọng có đi theo con đường tập cận bình hay không bởi vì ông tập cận bình bây giờ cũng là lãnh đạo hạt nhân của đảng cộng sản và nhân dân cộng hòa nhân dân trung quốc và chúng ta thấy trong thời gian qua ông Trọng đã vượt qua được tất cả thách thức về chính trị trong nước tất cả các băng nhóm những cái phe phái ông đều coi như thống lĩnh nhất và những tay nào đối thủ không những về mặt chính trị mà có thể gây cản trở đất nước hoặc là không có lợi cho tiền đồ của đất nước thì ai cũng hiểu là bị loại bởi vì sao Việt Nam nằm bên cạnh Trung Quốc thì Việt Nam không muốn làm Trung Quốc khó chịu và bây giờ ông Trọng có hai chuyện liệu ông có ở đến hết 2026 hay không hay là ông sẽ đi ông sẽ từ chức giữa kỳ hay là ông có tập trung quyền lực vào tay một mình mình Như tương đương với lại lãnh đạo hạt nhân hay không Đó là cái điều mà tôi đang chú ý Thì bây giờ ngó qua nước đáng giềng Trung Quốc Thì ông Tập Cận Bình đang làm cái chuyện này Và ngày xưa đó thưa quý vị Trung Quốc có thể nói là chỉ có 4 người được coi là lãnh đạo hạt nhân Đó là ông Mao Trịnh Đông Chính ông đã lập ra cái vị trí này lãnh đạo hạt nhân là có như cao nhất của cả một tập thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta thường nói với Cộng sản đó là tập thể lãnh đạo, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhưng mà trên thực tế, đó, tập thể lãnh đạo xung quanh một hạt nhân và điều đó xảy ra bên Trung Quốc. Thì thưa quý vị, ở bên Trung Quốc, sau Ma Trạch Đông tới ai? Đặng Tiểu Bình. Sau Đặng Tiểu Bình là thế gian trạch nhân. Nhưng mà ông Hồ Cẩm Đào Người thay thế ông Giang Trạch Dân Thì lại không được coi là lãnh đạo hạt nhân À Có lẽ vì vậy mà hôm trước Bị ông Tập Cận Bình để cho đi ra ngoài Không cản lại Mao Trạch Đông, đặt Tận Bình, Giang Trạch Dân Và bây giờ là Tập Cận Bình chứ Hồ Cẩm Đào không được Đó Thì ông Hồ Cẩm Đào đó À xin lỗi quý vị Ông Tập Cận Bình á là nắm quyền từ năm 2012 sau khi ông Hồ Cẩm Đào hết nhiệm kỳ. Và ông nhanh chóng lập ra, tái tục lại cái vị trí lãnh đạo hạt nhân mà ông là nhân vật trong đó. Và ông đã coi như vượt qua được hết tất cả các trở ngại và trở thành Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ ba vào tháng cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa rồi. Thấy không? Và ông Tập Cận Bình cũng coi như là đưa cái vị trí của mình lên ngang hàng với Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình qua cái vấn đề gọi là lãnh đạo hạt nhân còn ông coi ông Giang Trạch Nhân là không đáng kể mặc dù ông Giang Trạch Nhân cũng là lãnh đạo trung tâm Thấy không thì đó rồi bây giờ ông Tập Cận Bình là ông nắm ba cái chức vụ quan trọng nhất vì thế không tổng bí thư chủ tịch nước và bí thư quân ủy trung ương ta coi quân đội mà chức này thưa quý vị ở Việt Nam thì có lẽ là duy nhất ông Trọng nắm được ở đó hồi năm 2018 đến năm 2021 khi mà ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời thì ông Trọng nắm tổng bí thư chủ tịch nước kiêm bí thư quân ủy trung ương cái chức bí thư quân ủy trung ương đương nhiên là có rồi anh là tổng bí thư là bí thư quân ủy trung ương tôi đứng đầu quân đội tôi lại coi quân đội chức đó là chức ngon thì ông Trọng đã có ba chức đó trong tay bây giờ trên thực tế là ông đang có bà chức luôn bởi với cái chức chủ tịch nước là để chống bà võ thị ánh xuân thì coi như bù nhìn thôi như quý vị thấy trong đêm giao thừa vừa rồi bà đâu được đọc những bà, à, từ chúc tết đâu mà ông trọng là người đọc đó thế thì bây giờ ông trọng có trở thành lãnh đạo hạt nhân như ông võ An thưởng ca ngợi hay không tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau một quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sct kiến mình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 để nói về câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang nắm quyền rất nhiều trong tay nhưng mà liệu ông có trở thành một lãnh đạo hạt nhân giống như kiểu Tập Cận Bình, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình như anh Trạch Chân trước đây hay không? Tôi thu tóm hết quyền hành trong một tay một cá nhân. Thì thưa quý vị mới đây trên tờ tạp chí The Diplomat một học giả tên là Nguyễn Hồng Hải đang là một nghiên cứu sinh danh dự ở tại trung tâm gọi là Center for Public Future của Đại học University of Queensland ở bên Úc. Thì ông này dự đoán là ông Trọng sẽ không làm được điều đó. Bởi vì sao? Theo cái lý giải của ông Nguyễn Hải Hồng Hải là như thế này. Trung Quốc ngay từ ngày lập thành lập Đảng Cộng sản thì ông Mao Trạch Đông ông tạo ra được cái gọi là gì lãnh đạo hạt nhân rồi sau đó tiếp nối là ông đặng tiểu bình ông gia trình chân và bây giờ tới ông đặng tiểu bình còn việt nam đó từ ngày thành lập đảng cộng sản năm 1930 thì đảng cộng sản không bao giờ lập ra cái gọi là lãnh đạo hạt nhân trong hồ chí minh Ông Hồ Chí Minh được tôn vinh như là một cha già dân tộc Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tôi gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi Nhưng mà khác với Mao Trạch Đông Ông không bao giờ được coi là lãnh đạo hạt nhân Đó là cái điểm thứ nhất và sau đó tất cả các tổng bí thư đời sau này cũng không bao giờ thiết lập được cái gọi là chế độ, cái vị trí lãnh đạo hạt nhân và nếu ta để ý tất cả hầu hết qua các thời kỳ việt nam đều người ta gọi là tứ trụ tứ trụ tức là bốn người tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng và chủ tịch quốc hội nó không rơi vào một tay cá nhân nào hết đó rồi sau này thưa quý vị nó không có rõ ràng năm 2003 theo nguyễn hồng ngài đảng cộng sản việt nam kêu gọi tất cả thành viên của đảng nghiên cứu và theo học theo cái suy nghĩ của Hồ Chí Minh trong đó phản đối chuyện là lãnh đạo một cái nhóm giống như là một cái tà phái một cái đạo có một ông đứng đầu đó và ông đó là trung tâm phản đối tư tưởng đó phản đối tư tưởng đó và nhấn mạnh vào cái sự lãnh đạo tập thể đó Thành thử ra thưa quý vị Việt Nam khác Trung Quốc ở chỗ đó Thì hiện nay Ông Trọng trên thực tế Là ông đang nắm ba chức vụ Và ông đã từng nắm ba chức vụ Từ năm 2018 đến năm 2021 Hồi nãy nói khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời Nhưng ông cũng không thiết lập được cái chuyện đó Mặc dù Ngày 2 tháng 2 vừa rồi ông võ Văn thưởng Thường trực ban bí thư Trên thực tế là nhân vật số 4 của đảng Thậm chí số 3 đúng không? Hoặc là số 2 luôn có đề cập với chữ là lãnh đạo hạt nhân nhưng mà khó lòng tại vì ông trọng cũng từng một lần theo như ông nguyễn hồng hải ông trọng ông nói là ông không đồng ý với cái chuyện đó thấy không có một lần ông nói này điều cần thiết là phải cẩn thận khi mà quyền lực tập trung vào một người nếu cái quyền lực đó mà không được kiểm soát thì nó dễ dàng dẫn tới tham nhũng và có những hành động sai trái. Tức là nếu quyền lực tập trung vào một lãnh đạo hạt nhân thì anh sẽ dẫn đến gì? Độc tài. Độc đảng nó khác độc tài. À. à, độc đảng. Nhưng mà trong đảng nó có những người họ kềm chế lẫn nhau. Còn độc tài, trường hợp như ông Tập Cận Bình bây giờ có thể gọi là độc tài bởi vì ông nắm tất cả ba cái chức vụ quan trọng nhất ông trọng thì chưa đến cái chỗ đó đó là theo học giả nguyễn ông hải lập luận như thế tức là khó lòng mà ông trọng ông lập ra cái đó mà nó muốn lập chưa chắc những người trong đảng cho lập bởi vì nếu mà ông lập được nó sẽ gọi ông ăn trùm ngay bây giờ ông đã làm ăn trùng rồi sau khi ông nguyễn xuân phúc từ chức Bây giờ trên thực tế, cứ thế thế không? Tôi xin nhắc lại quý vị, bà Võ Thị Ánh Xuân trong đêm giao thừa vừa rồi quyền chủ tịch nước mà không được đọc thư chúc Tết bọn trọng đọc. Tức là ông gửi cái thông điệp là gì? Tôi bây giờ đang nắm ba chức luôn. Nhưng mà rất khó cho ông để mà trở thành lãnh đạo hạt nhân. Như ông Võ Văn Thưởng nói. Bởi vì cái cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam nó còn những người khác rất kềm chế chuyện đó. Đó là theo lời ông Nguyễn Đồng Hải ông nói như vậy và nếu vị để ý tin tức trong những ngày khoa là bắt đầu đã có những cái thông tin nghĩa là chỉ trích ông trọng rồi trong cái chuyện ông phúc tổ chức, nào, tức là gì? nếu mà ông phúc như vậy thì ông trọng phải có trách nhiệm chứ, bởi vì ông là cái người mà trưởng tiểu ban luyện tuyển chọn nhân sự trong đại hội 13 ba, tuyển chọn nhân sự cao cấp nhất thì ông phải trách nhiệm chứ. Nhưng mà cái may ông Trọng là gì? Không ai đánh được ông nữa Bởi vì sao? Ông đứng đầu và chống tham nhũng Ông không bị scandal và tham nhũng Ở trong cái xã hội Việt Nam Không ai mà không tham nhũng Quý nhớ mới đây họ xử năm ông tướng cảnh sát biển Chia nhau 50 tỷ đồng Của ngân sách Mỗi ông 10 tỷ trong đó có một ông ông lấy mà ông thâu băng lại sau đó ông đem ông nộp và ông đưa cái băng ra cho thấy trường hợp ông này không ăn là không được chắc là ông là là thức tỉnh gì đó ông làm chuyện đó nhưng mà trong cái hệ thống người quý không ăn là bị loại cho nên tất cả việt nam là tham nhũng từ trên xuống dưới ai cũng biết ngoại trừ ông trọng chúng ta chưa nghe thôi thành ra ông có cái lợi thế đó vừa mới đây nhà báo david hết người anh cũng viết trên tờ the diplomat mới thắc mắc để ý là trong những cuộc thanh trừng trong thời gian vừa qua đánh tham nhũng toàn là cán bộ bên chính phủ của nhà nước bị cán bộ đảng chưa bị à ông đem nhìn nhất đấy cán bộ mà lãnh đạo đảng chưa bị đảng có tham nhũng có xong có với cái cơ cấu độc đảng như vậy chắc chắn là có tham nhũng bởi vì trên dưới bảo che lẫn nhau tôi hỏi quý vị làm sao việt á có thể bán mà thuốc nghĩa là giỏm như vậy cho cả 63 tỉnh thành đến 64 tỉnh thành của cả nước nó phải có một hệ thống như thế nào nó phải có ai đó ăn chia từ trên như nó đi xuyên suốt như vậy làm sao mà giải cứu công dân mà nghĩa là cả mấy ngàn chuyến bay mà ăn như thế mà không ai biết nó phải có hệ thống ai cũng tham nhũng hết thì bây giờ ông trọng là cái người không tham nhũng cái đó là thế mạnh của ông nhưng mà khán giả đã, tác giả David hết nói đó Bây giờ khó trong trọng Ông mệt mỏi năm nay đã 79 tuổi rồi Gần 80 tuổi rồi Ông muốn nghỉ nghỉ không được Bởi vì ông chưa tìm được người thay thế ông Cái người ít nhất cũng phải có cái đầu óc chống tham nhũng như ông Hay là trong sạch như ông Bởi vì quý vị nhìn xung quanh đi Anh nào tay cũng nhúng chàm hết đó không ít thì nhiều từ ông vương đình huệ từ ông tô lâm từ ông nguyễn xuân phúc từ ông là ở ờ, phạm minh chính ông võ văn dính hết quý google quý nghe người ta nói đầy mà quý không nghe một cái lời nào về ông trọng nhưng mà cái khó của ông trọng là cái này cái chết ông tìm chưa đến được người kế thừa thì ông không thể nghỉ giữa nhiệm kỳ và ông phải ở hết nhiệm kỳ lúc đó thưa quý vị bây giờ hai nghìn ba hai sáu ông sẽ là tám mươi hai tuổi tám mươi ba tuổi liệu ông còn sức làm từ đó hay không rồi sau đó khi ông chết đi hay là ông không làm nữa mà tìm không ra người hoặc ra người mà bây giờ những người dưới đây dưới ông đó ai cũng tham nhũng không ít thì nhiều thôi lúc ông trọng không còn nữa Việt Nam đi về đâu sợ tham nhũng còn bạo hơn nữa mà tham nhũng bù lại thời gian này ông trọng đang trận tham nhũng không ai dám đụng vô ấy. anh nào rục rịch là ông đốt lò liền nhưng mà ông chưa tìm ra được cái người thay thế ông nhiều người bảo ôi không sao đâu đảng cộng sản rất vững vàng nó tìm mà được rồi yes tìm được hết nó cả đống cả triệu đảng viên ai có thể lên làm tổng bí thư được hết nhưng mà tìm một người mà không tham nhũng như ông trọng có lẽ không có ai mà đây là lời ông Ted Oshut nhá, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói nhá, trong cái cuốn mà không gì không thể ông viết là ông trọng là người cộng sản cuối cùng còn sót lại ở trên mảnh đất Việt Nam phải ông không tham nhũng, anh nào cũng tham nhũng hết. Đó là điều ông David Hurt ông viết liệu ông trọng có sống đời hay không ông không cần củng cố quyền lực luôn bây giờ quyền lực ông quá lớn ông dư sức làm những chuyện lớn nhưng cái khó ông trọng được kiếm một người để thay thế mình điều rất khó và khi chưa thay thế được ông trọng tiếp tục phải làm mà nhiều khi một mình ông làm nó lại không hay ở đất nước tự nhiên quyền lực nó tập trung vào ông chứ ông không muốn tự nhiên nó vô thì đó là câu chuyện đáng chú ý ông Toàn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị như những kỳ sau.